Mới đây tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đã diễn ra khóa họp lần thứ 11 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam Vương quốc Anh, ZECO 11. Tại phiên họp ZECO 11, hai bên đã thảo luận các vấn đề hợp tác trên các lĩnh vực như thúc đẩy hợp tác nâng cao năng lực trong hoạt động quản lý thị trường chống buôn lậu, hợp tác nâng cao dịch vụ tài chính hải quan, phát triển thị trường chứng khoán, thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường năng lượng sử dụng vốn của các quỹ tài chính của Vương quốc Anh, đặc biệt là các dự án năng lượng mặt trời áp mái, hợp tác trong việc xem xét xuất nhập khẩu các sản phẩm thịt, vân vân. Phát biểu tại khóa họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng khẳng định những nỗ lực tích cực mà chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã đóng góp cho thành công qua 10 phiên họp, góp phần tháo gỡ các rào cản khó khăn trong các hoạt động trao đổi thương mại, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp của cả hai nước. Những vấn đề đã được trao đổi tại ZECO 11 thực sự thiết thực và cụ thể. Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ, nỗ lực giải quyết triệt để, hiệu quả các vấn đề đã thảo luận tại khóa họp này, đưa quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước lên tầm cao mới.